Xin chào các bạn. Thì ở đây mình có cái mà cây mai nè, có bồ đề gắt thầy nè các bạn. Thì vì cái mai này mình sẽ đem ra mình cắt tỉa lại chút và kỳ cọ nó cho nó được sáng hơn nha. Thì ở nó nằm ở dưới cái phần đất nên nó đóng gồng nè. Thì đây là cái phần nó nằm ở trên mặt đất luôn nha các bạn, chứ không phải mình đôn cái rễ lên. Đó, thì cái phần nó nằm dưới đất là giống như cái miệng bọc dưới đó, là cái phần nằm dưới đất, còn cái phần mà này là nó nhô lên cao. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là kỳ cọ nó để cho nó được đẹp hơn nha. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Nó thì như các bạn thấy đó, cái cây mai phổi này nè, nó có chỗ hay, là cái này nó có đường cua nè các bạn, thấy không? Nè, nó đường vòng nè, nó móc lên đây, nó đá vào đây, đó, thì cái rễ này là cái rễ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến hành kỳ cọ nó để sửa sơ cho nó sáng hơn các bạn. Thì đây là các bạn cái đóng gông thôi, không có ảnh hưởng gì tới cây cho nó. Này, cái co này rất là đẹp, ăn tiền ngoài cái chỗ cái co này. Không kỳ sơ qua thì nó đã sáng lên nè các bạn. Nó trồng thì sẽ để vô cao lên như nè, thì nhìn cái cây nó rất là đẹp. Nó vẽ danh cho nó tròn cái cây, nó lộn cái cây nó đẹp hơn nha các bạn. Thì cái này là cây này thích hợp với chơi bonsai mini, để trong nhà bàn các bạn tết rồi để trên bàn này nó nhìn rất là ấn tượng, nó rễ nó cao.
nó có cái cua ngay đây nè. Đối với trong cạt đồ nè, mình sẽ lấy con chải mình cà nè. Thì hồi mấy cái đầu này nữa mình sẽ để cho nó khô nước thì mình sẽ gọt lại, mình tho keo nó đẹp lại các bạn. Xong rồi các bạn, đây là mình đã thì gọt cỏ sơ rồi đó. Thì sau khi có thể là cắt cái hàng ngang đây luôn, hoặc là dùng cái keo mà dùng cái dao cột giấy gọt này lại và cắt cái phần ngay đầu ở đây thì chúng ta có thể ghép những cái giống mai chúng ta yêu thích vô rồi đó. Nhỏ nhưng mà nó lại là có cái để rất là quái nè, rất là đẹp. Mình mới cò xong rồi các bạn.